chào các bạn. Hải Nam là một tỉnh nằm ở cực nam của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với thủ phủ là thành phố Hải Khẩu. Tỉnh Hải Nam là một tỉnh đảo gồm nhiều đảo lớn nhỏ, trong đó đảo lớn nhất được gọi là đảo Hải Nam. Đảo Hải Nam dài 155 km và rộng 169 km. Diện tích của đảo Hải Nam là 32.900 km², chiếm 99,7% diện tích toàn tỉnh Hải Nam và gần tương đương với diện tích đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Diện tích này đưa Hải Nam trở thành tỉnh nhỏ nhất của Trung Quốc và chỉ lớn hơn thành phố Trung ương Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, trong khi nhỏ bằng 1/3 thành phố Trung ương Trùng Khánh của Trung Quốc. Tuy vậy, Hải Nam chính là đảo lớn nhất dưới quyền kiểm soát thực tế của Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong khi đảo Đài Loan có diện tích lớn hơn nhưng vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Hoa Dân Quốc. Hải Nam nằm ở trên Biển Đông, ngoài hải khơi, ngăn cách với đất liền bán đảo Lôi Châu của tỉnh Quảng Đông tại phía Bắc bởi eo biển Quỳnh Châu. Về phía Tây của đảo Hải Nam chính là Vịnh Bắc Bộ và Việt Nam. Địa hình chủ yếu của Hải Nam là đồng bằng thấp, ở giữa là các dãy núi cao, với đỉnh cao nhất là Ngũ Chỉ Sơn, cao 1.840m. Hải Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, nhiều mưa, nhiệt độ cũng tương đối giống miền Bắc Việt Nam. Hải Nam có ít hồ tự nhiên nhưng có 13 con sông lớn nhỏ trải dài từ 50 đến 300km. Hầu hết bắt nguồn từ khu vực núi tại trung tâm đảo, chạy theo các hướng khác nhau ra biển. Trong quá khứ, Hải Nam vốn là một phần của tỉnh Quảng Đông, nhưng kể từ năm 1988, Hải Nam được chính quyền Trung ương tách khỏi Quảng Đông, trở thành tỉnh riêng, đồng thời là một đặc khu kinh tế quân sự của Trung Quốc. Tên gọi Hải Nam bắt nguồn từ vị trí nằm ở phía nam eo biển Quỳnh Châu, trong khi bán đảo Lôi Châu còn có tên là Hải Bắc, tức phía bắc eo biển này. Trong lịch sử, Hải Nam còn có tên là Nhai Châu, Đạm Nhĩ khi người Hán tiến đến khu vực này trong thời kỳ nhà Hán năm 110 trước Công Nguyên, sau khi diệt Nam Việt. Đến thời nhà Đường, khoảng những năm 631, vùng đất này được đổi tên thành Quỳnh Châu thuộc Quảng Đông. Quỳnh theo cách gọi ám chỉ đến việc bờ biển phía bắc của đảo có rất nhiều ngọc trai, và Quỳnh trở thành tên gọi dân dã về Hải Nam cho đến ngày nay. Các triều đại sau từ Minh, Thanh đến thời Trung Hoa Dân Quốc, Hải Nam vẫn là một phần của Quảng Đông. Trong các thập niên 1920 và 1930, đảo là một điểm nóng của hoạt động của chủ nghĩa cộng sản tại Trung Quốc, với những người dân tộc Lê tại Hải Nam ủng hộ những người cộng sản tuyên bố chống đối với Trung Hoa Dân Quốc. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, Hải Nam vẫn thuộc quyền kiểm soát của Trung Hoa Dân Quốc. Phải đến thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1950, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mở chiến dịch đảo Hải Nam, đánh chiếm hòn đảo này từ tay Trung Hoa Dân Quốc. Sau khi thuộc Trung Quốc, Hải Nam tiếp tục trở thành một phần của tỉnh Quảng Đông. Năm 1984, hòn đảo được phê chuẩn trở thành đặc khu Hải Nam và tách hoàn toàn khỏi tỉnh Quảng Đông 4 năm sau đó. Năm 1988, Hải Nam được chính phủ Trung Quốc quy định là một đặc khu kinh tế nhằm tăng cường đầu tư vào đảo. Đồng thời, với vị trí của mình, tỉnh Hải Nam mới chính là căn cứ quân sự trọng yếu trên Biển Đông của Trung Quốc. Hải Nam có vị trí chiến lược đối với Biển Đông khi nằm á ngữ miền Bắc Việt Nam, trong khi khoảng cách từ Hải Nam đến các tỉnh miền Trung Việt Nam cũng chỉ hơn 300 km. Từ Hải Nam có thể tiếp ứng quân sự trên khắp Biển Đông. Hải Nam chính là nơi đóng căn cứ chỉ huy của hạm đội Nam Hải thuộc Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, với căn cứ Hải quân Du Lâm. Quân cảng này có khả năng cất giấu 20 tàu ngầm hạt nhân theo quan sát từ các vệ tinh phương Tây. Các tàu ngầm đặt ở quân cảng này đều có khả năng mang các tên lửa đạn đạo hạt nhân chiến lược. Đồng thời, căn cứ này cũng đủ lớn để chứa hai nhóm tấn công tàu sân bay hoặc tàu tấn công đổ bộ. Căn cứ này là một mối lo an ninh cho các nước ASEAN cũng như Ấn Độ. Với năng lực của căn cứ này thì Trung Quốc có thể kiểm soát tuyến eo biển Malacca và Biển Đông và phong tỏa các hoạt động thương mại trên tuyến này trong trường hợp có khủng hoảng xảy ra, cũng như hạn chế can thiệp quân sự của Hoa Kỳ đối với Đài Loan khi cần thiết. Trong khi đó, hạm đội Nam Hải chính là lực lượng hải quân tham gia các chiến dịch chiếm Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988 của Việt Nam. Ngày nay, hạm đội này tiếp tục được đầu tư lớn mạnh nhất của Trung Quốc. Thêm vào đó, về mặt quân sự, tỉnh Hải Nam nằm trong Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ với hướng chiến lược là phía Nam. Chiến khu Nam Bộ này cũng là chiến khu duy nhất ở Trung Quốc có người đứng đầu là một đô đốc hải quân, tướng Viên Dự Bách. Điều này thể hiện tham vọng lớn của Trung Quốc tại Biển Đông và Hải Nam sẽ là một căn cứ quan trọng bậc nhất. Đồng thời, về mặt hành chính, việc lập tỉnh Hải Nam chính là cách Trung Quốc hợp pháp hóa việc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Bởi lẽ, chính cách gọi là địa cấp thị, thành phố Tam Sa, bao gồm các đảo, bãi ngầm mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép tại Biển Đông, đã gộp vào địa giới tỉnh Hải Nam. Trên đảo Hải Nam,
Trung Quốc còn cho xây dựng các đài tưởng niệm về sự kiện Trung Quốc chiếm các đảo này với danh nghĩa bảo vệ lãnh thổ. Ngoài Tam Sa, phạm vi chủ quyền của Việt Nam, thì tỉnh Hải Nam còn có 18 đơn vị hành chính khác, bao gồm 3 địa cấp thị, thành phố tỉnh, 5 thành phố huyện, 4 huyện và 6 huyện tự trị. Trong đó, 6 huyện tự trị đều của người Lê và người Miêu, Hờ Mông. Người Lê là các cư dân bản địa tại Hải Nam. Họ được cho là hậu duệ của các bộ lạc Bách Việt. Họ đã định cư trên đảo từ 7 đến 27.000 năm trước. Đến thời nhà Hán trở đi, người Hán từ Phúc Kiến và Quảng Đông dần nhập cư đến Hải Nam, đẩy người Lê đến các vùng cao nguyên ở nửa phía nam của hòn đảo. Hiện nay, khu vực người Lê định cư chiếm khoảng 55% diện tích toàn tỉnh. Trong khi đó, người Miêu chủ yếu là hậu duệ của các binh lính người Miêu từ Quý Châu được nhà Thanh đưa đến đàn áp các cuộc nổi dậy của người Lê trong thời kỳ nhà Thanh cai trị. Nhiều người Miêu sau đó đã định cư tại đảo và hậu duệ của họ tiếp tục sống ở vùng cao nguyên phía tây Hải Nam cho đến nay. Với người Lê, vì ủng hộ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong thời kỳ chiến tranh quốc cộng, nên hiện nay họ là một trong số ít dân tộc thiểu số được ưu ái tại Trung Quốc. Ngày nay, Hải Nam có dân số là 9,1 triệu người, trong đó 82% là người Hán, người Lê khoảng 14,7%. Hải Nam có tổng GDP năm 2020 đạt 553 tỷ nhân dân tệ, tức 80 tỷ USD, xếp hạng 28 trên tổng số 31 tỉnh của Trung Quốc. Kinh tế chủ yếu của Hải Nam là nông nghiệp, trong đó có trồng lúa nước và khai thác thủy sản. Xuất nhập khẩu và du lịch cũng là những ngành quan trọng của Hải Nam. Nhưng nhìn chung các ngành công nghiệp không thực sự phát triển ở đây. Vào năm 2020, một kế hoạch quy mô lớn đã được chính phủ Trung Quốc công bố nhằm biến toàn bộ tỉnh này thành một cảng thương mại tự do, với mục đích biến nó thành đặc khu kinh tế lớn nhất Trung Quốc. Hòn đảo này cũng là khu thử nghiệm blockchain đầu tiên của Trung Quốc, được chính thức bắt đầu vào năm 2019. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nghĩ sao về tỉnh Hải Nam? Hãy cho chúng tôi biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.